Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ sáu ngày 8 tháng 11 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thời sự tối nay, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý sau đây. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trao quyết định bổ nhiệm giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Xã Cửu Cao đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đường Tân Phúc Võng Phan sau một năm thi công. Hoàn thành thu ngân sách năm 2024 trước 2 tháng. Bán kết thắp sáng tài năng xứ nhãn. Cần ngăn chặn và xử lý nghiêm tình trạng lấy trộm các nắp hố ga. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Sở Khoa học và Công nghệ công bố quyết định điều động bổ nhiệm giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Tới dự có đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn trao quyết định về việc điều động bổ nhiệm đồng chí Vũ Tuấn Anh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, giữ chức Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, thời hạn 5 năm kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2024. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Văn yêu cầu trên cương vị mới, đồng chí Vũ Tuấn Anh tiếp tục nỗ lực cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở Khoa học và Công nghệ đoàn kết, thống nhất, đưa tập thể Sở ngày càng phát triển. Đặc biệt với vai trò là giám đốc Sở, đồng chí cần tranh thủ các sáng kiến, đề xuất của tập thể lãnh đạo Sở và các đơn vị trực thuộc, cũng như phối hợp chặt chẽ với các ban, sở, ngành của tỉnh, có nhiều đề tài khoa học có chất lượng, cũng như có tính ứng dụng cao trong thực tiễn để đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển của Hưng Yên. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn nhấn mạnh vai trò quan trọng của lĩnh vực khoa học và công nghệ, nhất là trong thúc đẩy phát triển kinh tế, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và đời sống xã hội. Sở Khoa học và Công nghệ cần không ngừng đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2024 và những năm tiếp theo, góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế, xã hội của tỉnh. Sáng nay, xã Cửu Cao, huyện Văn Giang đã tổ chức lễ đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023 về giáo dục. Dự buổi lễ có các đồng chí Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Văn Giang, Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh. Từ năm 2011 đến nay, xã đã huy động được trên 446 tỷ đồng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Từ năm 2023 đến nay, xã không còn hộ nghèo. 100% nhà văn hóa các thôn và khu vực công cộng được lắp đặt hệ thống Wi-Fi tốc độ cao miễn phí. Cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao. Tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi và nhà trẻ đạt 48%. Trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo đạt 100%. Tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi và lớp 1 đạt 100%. Học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học vào lớp 6 đạt 100%. Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng trao bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về giáo dục năm 2023 cho xã Cửu Cao. Trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng nhân dân và cán bộ xã Cửu Cao vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng biểu dương, ghi nhận những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Cửu Cao nói riêng và huyện Văn Giang nói chung trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, xã Cửu Cao cần quan tâm đến hoạt động chuyển đổi nghề cho người dân để nâng cao thu nhập, khuyến khích thành lập các hợp tác xã, doanh nghiệp nhằm thuận lợi áp dụng thiết bị cơ giới vào sản xuất, phát huy hiệu quả diện tích đất nông nghiệp còn lại để chuyển đổi từ nền nông nghiệp truyền thống sang nền nông nghiệp đô thị, chuyển đổi từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Tiếp tục đầu tư, nâng cấp, cải tạo đường giao thông, tạo thuận lợi cho người dân đi lại và phát triển kinh tế. Quan tâm đầu tư, xây dựng cơ sở, mua sắm thiết bị phục vụ công tác giáo dục, nâng cao chất lượng dạy và học của giáo viên và học sinh trong xã để luôn xứng đáng là xã kiểu mới về giáo dục của tỉnh. Ngày 8 tháng 11, tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên Quang phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân tổ chức hội nghị sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển đảo năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025. Đến dự có lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 6 tỉnh Tuyên Quang, Hưng Yên, Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định và Nghệ An. Năm 2024, công tác phối hợp tuyên truyền biển đảo giữa Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân và Ban Tuyên giáo các tỉnh đã được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch, nhiều cách làm linh hoạt, hiệu quả, góp phần củng cố và nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Tại tỉnh Hưng Yên, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức 8 hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh, phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân tổ chức hội nghị thông tin tình hình biển đảo cho trên 32.000 đại biểu cán bộ chủ chốt bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến tới 450 điểm cầu trong toàn tỉnh. Tuyên truyền cho 550 giáo viên, học sinh các trường học trên địa bàn tỉnh, duy trì chuyên mục Biển và Hải đảo Việt Nam,
đăng tải 20 tin bài tuyên truyền về biển đảo và Hải quân Nhân dân Việt Nam trên cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh, và hàng chục lượt tin phóng sự được đăng tải phát sóng trên các kênh của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, báo Hưng Yên, được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng số. Tuổi trẻ Hưng Yên tích cực hưởng ứng cuộc vận động Tự hào một giải non sông do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động, tổ chức các chương trình tình nguyện mùa đông, xuân tình nguyện, xuân biên giới, Tết hải đảo trong các cấp bộ đoàn. Chúng tôi rất muốn là tỉnh ủy cũng như cơ quan chức năng của Ban tuyên giáo của Hưng Yên hãy cùng với Bộ Tư lệnh Vùng 1 của chúng tôi đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền sâu rộng hơn nữa về các hoạt động của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Có làm được như vậy thì chúng ta mới đạt được cái mục đích yêu cầu quân với dân một ý chí đồng lòng, đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện, quyết tâm cùng với Hải quân Nhân dân Việt Nam bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Hải quân Vùng 1 và lãnh đạo Ban tuyên giáo các tỉnh đã ký kết giao ước về công tác phối hợp tuyên truyền biển đảo năm 2025. Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân, trong đó có Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đã có nhiều đóng góp trong công tác tuyên truyền biển đảo năm 2024. Trước đó, các đại biểu dự hội nghị đã đến thăm khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào tại huyện Sơn Dương. Dự án trọng điểm đường Tân Phúc Võng Phan được khởi công từ cuối tháng 11 năm 2023. Vậy đến nay sau gần một năm triển khai, dự án này có tiến độ như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu. Những km đầu tiên của đường Tân Phúc Võng Phan, đoạn giữa xã Đoàn Đào và Đỉnh Cao, huyện Phù Cừ, được thảm bê tông nhựa C19. Tuyến đường to đẹp 6 làn xe đã được hình thành. Những người dân địa phương nhồng hữu bày tỏ sự phấn khởi và tự hào. Thi công thì cũng thấy là tương đối nhanh. Trước kia là không biết đến bao giờ mới làm được, bây giờ đúng là trong mơ đấy. Tương lai sau này cái đường này là rất phát triển trong cái vấn đề công nghiệp. Đơn vị thi công đã huy động loại máy trải nhựa rộng tới 12m, nên chỉ trong thời gian ngắn đã hoàn thành thảm nhựa 2km đầu tiên. Nhà thầu Lizen cũng là đơn vị có tiến độ nhanh nhất với số vốn giải ngân đạt trên 330 tỷ đồng, vượt kế hoạch 14%. Còn tính chung của cả dự án thì sau gần 1 năm triển khai đến nay, 4 nhà thầu với 15 mũi thi công đã thực hiện được gần 650 tỷ đồng vượt kế hoạch đề ra. Để mà đạt được cái mục tiêu như vừa qua thì cái dàn máy móc thiết bị là Lizen đầu tư hiện đại nhất. Nói con người nhân lực cũng đã trải qua kinh nghiệm các dự án cao tốc. Quan trọng nhất là Lizen đã chủ động về cái nguồn vật liệu. Thứ nhất là nguồn vật liệu cát, nguồn vật liệu bay và nguồn vật liệu đất K98. Thì Lizen đã hoạch định những cái mỏ và trữ những cái nguồn vật liệu để chủ động cho cái tiến độ này. Nếu mà có mặt bằng sạch trong năm nay thì Lizen sẽ phấn đấu là đưa dự án về đích vào tháng 6 năm 2025 thì vượt tiến độ so với tiến độ cam kết với chủ đầu tư. Đến nay, dự án đường Tân Phúc Võng Phan đã được bàn giao trên 156 hectare mặt bằng, đạt gần 90%. Tuy nhiên, vẫn còn một số điểm nghẽn về mặt bằng, nhất là các vị trí qua khu dân cư cần phải tái định cư, các vị trí thi công cầu Cửa An, Tam Đô, Đoàn Đào. Khi các nhà thầu có sự nỗ lực đảm bảo tiến độ, thì công tác giải phóng mặt bằng còn được triển khai quyết liệt hơn nữa, nhất là dịp cuối năm, việc thi công gặp nhiều thuận lợi. Từ nay đến cuối năm thì huyện tập trung vào dự án đường Tân Phúc Võng Phan. Đến thời điểm này chúng tôi đã đạt được hơn 90% diện tích giải phóng mặt bằng về đất nông nghiệp. Đối với đất thổ cư và nghĩa trang thì chúng tôi cũng đang thực hiện các kế hoạch để từ nay đến cuối năm có thể di chuyển được nghĩa trang của hai thôn An Nhuế và Duyên Linh của xã Đình Cao. Với tiến độ được đảm bảo, tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên lần thứ 22 vừa qua, dự án đường Tân Phúc Võng Phan được bổ sung kế hoạch vốn năm 2024 thêm 490 tỷ đồng. Đường Tân Phúc Võng Phan có chiều dài trên 29 km, nối với cao tốc Hà Nội Hải Phòng tại nút giao Tân Phúc ở huyện Ân Thi đến cầu La Tiến và đường DT378 tức đê sông Luộc ở huyện Phù Cừ. Phân kỳ đầu tư giai đoạn đầu làm đường chính 6 làn xe, giải dự trữ ở giữa rộng 30m. Đây là trục phát triển phía đông của tỉnh Hưng Yên, tạo đột phá cho sự phát triển của các huyện Ân Thi, Tiên Lữ, Phù Cừ. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh tháng 10 ước đạt trên 4.000 tỷ đồng, đã góp phần hoàn thành thu ngân sách năm của tỉnh trước 2 tháng so với kế hoạch. Tính chung 10 tháng năm 2024, thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 34.600 tỷ đồng, tăng trên 30% so với cùng kỳ năm trước và đạt 105% kế hoạch năm. Trong đó, thu nội địa 30.899 tỷ đồng, đạt 106% kế hoạch năm. Thuế xuất nhập khẩu 3.700 tỷ đồng và đạt 101,15% kế hoạch năm. Ngành thuế và hải quan đã tạo mọi điều kiện thuận lợi, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh, chủ động kiểm tra, rà soát thường xuyên và nắm bắt kịp thời về số lượng người nộp thuế trên địa bàn.
nghiên cứu đề xuất tham gia giúp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh để các doanh nghiệp chủ động hội nhập kinh doanh có hiệu quả, đồng thời chú trọng công tác cải cách thủ tục hành chính, tham gia sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, tạo thuận lợi giúp người dân và doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, tạo đà tăng trưởng kinh tế, góp phần thu ngân sách nhà nước. Sáng nay, Sở Công Thương Hưng Yên tổng kết đề án tiếp tục phát triển thương hiệu các sản phẩm chủ lực tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030. Sở Công Thương phối hợp với các địa phương lựa chọn 15 sản phẩm và các tổ chức thụ hưởng. Điển hình là nhãn lồng Hưng Yên, mật ong hoa nhãn Hưng Yên, gà đông tảo, vải trứng Hưng Yên, nghệ và các sản phẩm từ nghệ, cam Hưng Yên. Tổ chức 45 lớp tập huấn, thiết kế 15 biển quảng cáo, góp phần nâng cao năng lực của tổ chức chủ sở hữu nhãn hiệu, đặc biệt là nâng cao nhận thức của người dân trong vùng triển khai về thương hiệu sản phẩm, thương mại hóa sản phẩm, quản trị tài sản trí tuệ trong các mô hình thụ hưởng. Tiếp cận các kiến thức về bảo vệ, định hướng phát triển thương hiệu, nâng cao ý thức giữ gìn thương hiệu, uy tín và danh tiếng của sản phẩm chủ lực địa phương. Bên cạnh đó, chỉ dẫn địa lý được bảo hộ, thông tin về tổ chức chủ sở hữu và hình ảnh nhận diện về các sản phẩm chủ lực của tỉnh. Sở Công Thương tổ chức hội nghị khách hàng tại nhiều tỉnh thành trong cả nước. Qua đó, các doanh nghiệp, hợp tác xã nhận thức được phát triển thương hiệu là một quá trình đồng bộ nhiều khâu từ sản xuất tới tiêu thụ sản phẩm. Do vậy, cần có chiến lược, kế hoạch đồng bộ để vừa đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, vừa phát triển thương hiệu của sản phẩm, góp phần mang lại hiệu quả bền vững của doanh nghiệp hợp tác xã. Thông qua đề án, các doanh nghiệp hợp tác xã đều có mối quan hệ liên kết, đặc biệt là liên kết nguyên liệu sản xuất với cộng đồng người sản xuất trên địa bàn và các địa bàn lân cận. Qua cái chương trình này thì chúng tôi cũng rút ra là nhiều các cái nội dung về cái thương hiệu. Mình đã nhận thức được về cái thương hiệu, nó rất là quan trọng. Thì từ cái thương hiệu đó thì mình mới đưa cái giá trị sản phẩm lên được, thì cũng được sự quan tâm của sở quốc tịch và các cơ quan ban ngành hỗ trợ chúng tôi để chúng tôi có thể làm tốt các cái sản phẩm của mình và đưa đi sản phẩm đi nhiều nơi trong toàn quốc. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tại trường quay S10 Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đã diễn ra chương trình bán kết 1, bán kết 2 game show Thắp sáng tài năng xứ nhãn mùa thứ tư năm 2024. Chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo và VNPT Hưng Yên tổ chức. Với những phần thi sôi động gay cấn, ban tổ chức đã lựa chọn ra hai đội xuất sắc nhất tiếp tục vào vòng chung kết Thắp sáng tài năng xứ nhãn năm 2024. Ngay từ sáng sớm, các đội chơi đã có mặt tại địa điểm ghi hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên để chuẩn bị đạo cụ sẵn sàng cho phần thi bán kết của mình. Đây là 6 trong số 12 đội chơi xuất sắc nhất vào vòng bán kết, trải qua 12 số vòng bảng, được lựa chọn từ 36 trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Bố mẹ em đã gọi em từ rất là sớm và lấy lại tinh thần và cổ vũ cho con, bảo là con cố gắng lên để được vào vòng chung kết. Mặc dù đã có sự chuẩn bị kỹ càng từ trước, nhưng mà khi đến đây thì trước cái sự rộng lớn của sân khấu và khi nhìn thấy các bạn ở đội tuyển khác, cháu cảm thấy rất là hồi hộp. Tuy nhiên thì chúng cháu cũng sẽ cố gắng để giành được giải nhất. Đến được với cả cuộc thi bán kết đã là một thành công rất lớn đối với cả trường trung học cơ sở Tân Tiến. Và chúng tôi thì luôn cổ vũ động viên các con là thi đấu hết mình đấy, để vượt qua chính bản thân mình. Đấy là chiến thắng mà chúng tôi cần nhất từ các con. Game show Thắp sáng tài năng xứ nhãn là một sân chơi truyền hình dành cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, được tổ chức từ năm 2020. Và hôm nay là lần đầu tiên chương trình được tổ chức tại trường quay mới, trường quay S10 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, thì Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên đã đầu tư công trình trường quay đa năng và các hạng mục phụ trợ. Mặc dù công trình đang trong quá trình hoàn thiện, nhưng ban giám đốc quyết định là đưa chương trình vào trường quay mới để tổ chức. Các bộ phận chuyên môn trong đài đã rất tích cực để lắp đặt các trang thiết bị cũng như là các cái phần phụ trợ để chương trình tổ chức được tốt nhất trong một không gian rộng hơn, đẹp hơn. Tham dự vòng thi bán kết, các đội tuyển sẽ phải trải qua 4 phần thi: tài năng xứ nhãn, xứng danh đất học, giao lưu với học trò xứ nhãn và phần thi sân trường sôi động. Ở các phần thi này, các em học sinh sẽ được thể hiện năng khiếu, trả lời những câu hỏi về tự nhiên, xã hội trong chương trình học và nội dung liên quan đến đất và người Hưng Yên. Cùng với đó, các em còn được tham gia giao lưu, tham dự hai trò chơi có tính chất đối kháng, được tổ chức ngay tại sân khấu.
do được chuẩn bị kỹ lưỡng. Các đội tuyển đều thể hiện các phần thi hết sức tự tin, sôi động và hấp dẫn. Các em rất là khí thế, phấn khởi, chuẩn bị rất là chu đáo, tác phong sân khấu linh hoạt và rất là tươi vui. Và cái phần thể hiện của các em cũng rất tốt. Rất mừng Đài Truyền hình Hưng Yên đã có một sự đổi mới, có một cái trường quay này rất là hiện đại và theo kịp với thời đại. Khi mà các cháu đã vào đây, các cháu thấy hào hứng lắm. Sau khi trải qua các phần thi hết sức gay cấn nhưng không kém phần sôi động của tất cả các đội chơi, trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, huyện Kim Động và trường Tiểu học và Trung học cơ sở Minh Phượng, huyện Tiên Lữ đã xuất sắc vượt qua các đội chơi, tiếp tục được lựa chọn vào vòng thi chung kết game show Thắp Sáng Tài Năng Xứ Nhãn năm 2024, dự kiến được tổ chức vào tháng 12 tới. Em bây giờ là đang rất vui, phấn khởi ạ, vì đã được đạt được giải nhất trong cuộc thi bán kết lần này ạ. Và em cũng mong muốn là vào vòng chung kết thì em sẽ còn nỗ lực hơn nữa và đạt được giải cao, mang vinh quang về cho trường ạ. Chúng em đã học hành, luyện tập rất là chăm chỉ. Khi vào thi đấu thì chúng ta cần phải bình tĩnh, tự tin, bấm chuông nhanh và đưa ra câu trả lời chắc chắn. Sau gần 4 mùa giải, chương trình đã tạo dấu ấn tốt với khán thính giả, cán bộ quản lý, giáo viên, phụ huynh và đặc biệt là tạo sân chơi bổ ích, lý thú cho các em học sinh. Đạt được kết quả trên, ngoài sự cố gắng, nỗ lực của ban tổ chức, các đơn vị liên quan, chương trình còn nhận được sự đồng hành, tài trợ của công ty trách nhiệm hữu hạn khu công nghiệp Thăng Long 2, Vietcombank chi nhánh Phú Hiến, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ và du lịch Phương Việt, Bảo Việt Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi phản ánh trong một số chương trình thời sự trước, vài tháng nay trên địa bàn thành phố Hưng Yên xảy ra một số vụ việc kẻ gian lấy trộm nắp hố ga, cửa ghi chắn rác thuộc các tuyến đường trên địa bàn thành phố. Đây là việc làm mang tính chất phá hại, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông, cần sớm được ngăn chặn và xử lý. Theo camera an ninh của các hộ dân ghi lại, vào rạng sáng ngày 6 tháng 11 vừa qua, lợi dụng đêm tối, đường vắng, hai nam thanh niên đã lấy cắp 4 cửa ghi tại khu vực các tuyến đường Nguyễn Văn Huyên, Nguyễn Huy Tưởng, địa bàn phường An Tảo. Tại ngã tư đường Tuệ Tĩnh với Ngô Tất Tố, đường Phạm Ngọc Thạch cũng có tình trạng cửa ghi gang thu nước bị mất nắp. Người dân buộc phải dùng các tấm gỗ, thùng xốp chắn, đậy để đảm bảo giao thông, nhất là tránh tình trạng trẻ em vui chơi không để ý, có thể bị ngã, hụt chân xuống hố gây nguy hiểm. Trước đó, tại các khu vực dân cư NU9, xã Liên Phương, đường Nhân Dục, phường Hiến Nam cũng xảy ra tình trạng tương tự. Ngay khi ghi nhận vụ việc, đơn vị được giao quản lý vận hành hệ thống thoát nước đô thị là Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Hưng Yên đã lập biên bản kiểm tra, xác định tài sản công cộng bị mất, đồng thời có công văn gửi các đơn vị liên quan, nhất là Công an thành phố và Công an các xã, phường, đề nghị phối hợp tuần tra đảm bảo an ninh công trình công cộng trên địa bàn thành phố. Hiện tượng này đã mất khoảng mấy tháng nay và có những đêm mất khoảng 4 đến 5 cái cửa thu lắp hố ga bằng ga gang và chủ yếu là trên các cái tuyến ít dân cư thưa thớt và cái tình trạng đấy đến nay cũng có trong các cái tuyến phố nội thị cũng đã xảy ra mất cắp. Hướng khắc phục thì thứ nhất là công ty đã làm cái công văn đề nghị công an thành phố rồi các phường xã phối hợp cùng với công ty để tuần tra bảo vệ ngăn chặn các cái đối tượng trộm cắp. Và cái thứ hai này công ty đã làm một số những cái biện pháp để gia cố các cái cửa ghi nắp hố ga hạn chế cái tình trạng mất cắp cũng như là đảm bảo an toàn giao thông đi lại cho nhân dân. Sáng nay tại nhà văn hóa thị trấn Như Quỳnh, Tòa án Nhân dân huyện Văn Lâm tổ chức xét xử lưu động đối với 3 bị cáo về tội danh tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy. 3 bị cáo gồm Đinh Văn Dịp sinh năm 1990, Lò Văn Tuấn sinh năm 1984, Đinh Văn Nghĩa sinh năm 1991. Các bị cáo này đều là lao động tự do từ tỉnh Sơn La đến thị trấn Như Quỳnh để làm thuê và thực hiện hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình. Tòa đã tuyên án bị cáo Lò Minh Tuấn 7 năm tù, bị cáo Đinh Văn Nghĩa 1 năm 9 tháng tù cùng về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, bị cáo Đinh Văn Dịp 4 năm tù về tội danh mua bán trái phép chất ma túy. Việc đưa vụ án ra xét xử lưu động là điều cần thiết nhằm tuyên truyền pháp luật cho các em học sinh cũng như quần chúng nhân dân và răn đe cho các hành vi khác tương tự xảy ra. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin được khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.